ghé mình hỏi thăm gì lý do gì mà sao gì giữa trời nắng mà gì quỳ lại. Con chào gì? Gì ngồi quỳ lại đây là sao gì? Mến chào quý bác chị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình đi đường mình thấy cô nào không biết ngồi tại công viên mé sông tựa gần tượng đài Hoàng Lam mà mình thấy quỳ lại. Mình thấy cái cảnh cũng ngộ, để mình ghé vào mình hỏi thăm gì nha. Đó, giờ gì đang quỳ lại để mình ghé mình hỏi thăm gì lý do gì mà sao gì giữa trời nắng mà gì quỳ lại. Chắc xe đạp này của gì nè. Đó, đây là mấy sông ha. Mấy sông của tượng đài Hoàng Lam. Con chào gì? Vì ngồi quỳ lại đây là sao gì? Cầu xin cho bà con được bình an. Dạ, cũng như là gì quỳ lại ân trên. Cầu xin cho tất cả mọi người được bình an ha. Để tôi đọc cho chúng nghe. Con có xin nguyện 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 Phật lên thiên gian, cho trời thượng thiên không gian. Dạ. Vì thiên giáo là nhiều thần linh được chiều miễu á. Dạ. Đạo cho dưới thành gian, con người lớn trẻ em đó sẽ sinh tại đạo. Dạ. Cầu cho trẻ em sơ sinh này kia cũng được bình an tất cả. Cả thế giới nha. Dưới tầng gian này người lớn, trẻ em bé sinh được bình an. Dạ. Dạ con cũng thay mặt tất cả mọi người cũng cảm ơn dì có những lời cầu nguyện cho tất cả mọi người ha. Bởi vì thành tiên dữ từ nhỏ là từ lớn lên không dám nói ai cái gì sai lầm. Dạ. Cho nên nhân đức không à. Ví dụ như chú Mận gì làm phước dùm cho tiền chú vậy đó. Dạ. Làm phước đó. Từ nhỏ lại. Như vậy con cũng muốn giúp cho dì, con cũng có tiền ít thôi, con cũng muốn giúp cho dì này kia, mua gạo này kia, dì có thể dì nhận không? Thì cho thì dì gieo tiền lại, tối nay gieo tiền cho bà con hả? Dạ. Thần tiên ban cho, dì, dạ. Dì không biết phù biện gì, cô Phật. Dạ. Ở đâu chú ở đâu? Dạ con cũng xích đằng kia, là khúc là nắng cái gì, ở chợ Năm đi tới nữa. Chắc quán cà phê đâu hả? Dạ. Dì nhà gần đây không? Ở nhà trọ, ở trong hẻm lộ 4 nè. Hẻm nhà trọ là 4 hả? Chủ nhà trọ tên gì? Vinh. Vinh hả? Chú được phước vậy, lòng đạo đức nhiều lắm, càng đầy. Dạ. Cảm ơn. Dì ơi. Ở đây nè, như cho cô này nè, mới cho với chú xe nước miếng, mới cho hộp cơm với xe nước miếng. Dạ. Dì... Con nguyện cầu cho bà con mua may bán đắt cả thế giới. Dưới tầng nha, bà con bán cầu dùng chức năng tôi muốn mua may bán đắt. Dạ. Mẹ Nam. Dạ, con cảm ơn dì. Dì chú mới... Chú có mua bán gì không? Dạ con không có mua bán gì á. Con làm YouTube không à. YouTube là gì? Dạ, con làm YouTube lên mạng xã hội á. Dạ chứ con không có làm gì á. Nhà nước hả? Dạ. Ủa gì mới con lần đầu tiên mới thấy gì ra ngay chỗ công viên này luôn chứ đó giờ con đâu thấy gì ở đây đâu. Cũng 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng. Cầu nguyện xích đẳng á. Tại nay nhiều khi ở trong cỏ á. Dạ. Ướt, mưa ướt á, người không có lợi chứ bữa nào cũng nắng rồi cái lợi. Dạ. Mưa hôm qua quá chừng nên... Vậy là 2-3 tháng nay là gì ở con tên con đường này á hả? Sáng ra có khi cầu nguyện ở nhà, có khi ra này mát mẻ cái gì đùng đùng. Dạ. Cảm ơn. Vì ở nhà trọ gì có chồng con gì không? Có đứa con trai. Đứa con trai. Đứa con trai có làm gì không? Lúc trước nó phụ như sò mà giờ thì không mua bán được ấy, thì cái nghỉ thì một cái thất nghiệp. Dạ. Vậy là nhà quê gì cũng gần nhà trọ đó không hay là sao? Gần, quê ở đây, nào giờ ở đây. Quê đây luôn hả? Thấy thương không đó nha. Dĩ, nhưng mình hỏi Dĩ thì Dĩ nói là gần 2 tháng nay thì Dĩ tên con đường này thì Dĩ hay quỳ lại cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an và cuộc sống hạnh phúc. Thì hôm nay có dịp mình đi tên con đường này mình mới thấy Dĩ đang quỳ lại thì mình ghé vào mình hỏi thăm Dĩ. Dì thì dì nói là dì ở nhà trọ nhà trọ của Vinh á. Dạ là dì mướn nhà trọ cũng lâu rồi hả? Mới 2-3 tháng. Hai ba tháng. Lúc trước thì có nhà cũ ở gần từ đây ba chín bán rồi cứ ra già mua nhà chút xíu. Dạ. Con cũng cũng thiếu rồi nhà trọ ở hẻm Võ Hồng Châu anh vô một lần nhà trọ. Dạ. Mấy tháng cũng bán ra đây. Dạ, vậy là nhà gì hồi đó là cũng ở gần quán cà phê 309. Ừ, sát bên 309 là em. Phải không? Bà con. Dạ, ở quán cà phê 309 là bà con ha. Chú
rồi xong gì bán. Bán thì về cái hả, phải cái hẻm nghe đó, hẻm cà phê 309 đó, xong cái gì kế bên đó hả? Ừ, kế bên sau quán chấm dịch đó. Quán ở trong hốc. Trong hẻm vô phải không? Trong hẻm sau nhà quán. Dạ, rồi xong gì bán rồi gì mới ra ngoài giàm gần cầu Bắc Cũ. Ừ. Rồi gì mua nhà nhỏ. Nhỏ sau bán đi nhà thọ gần vợ châu xong cái ra đây. Dạ. Rồi từ khi dì bán cái nhà trọ, cái nhà nhỏ cái gì là dì ở nhà trọ tới giờ luôn. Dạ. Ra ngoài này nhìn tàu thuyền mát mẻ. Dạ đúng rồi. Đỡ buồn. Đúng rồi, phong cảnh ở đây rất là mát mẻ ha. Dì thường thường dì ra đây mấy giờ hay là dì muốn đi ra giờ nào ra? Giờ nào ra. Dạ chào. Hai bán đỡ nha. Chung giúp đỡ gì vậy. Dạ. Dưới trời nắng này kia thấy dì lựa chỗ nào mát mát á dì ngồi phải không? Ừ, có. Ừ. Chứ nắng quá chừng luôn mà. Dạ. Hai bán đỡ hai. Dạ. Đó, đường lộ này là con đường lộ Hùng Vương à quý anh chị mình. Thì mình cũng thấy tình cờ mình đi chợ mình cũng thấy gì đang ngồi quỳ này kia, mình ghé vào hỏi thăm. Chia sẻ cho quý anh chị mình xem. Thì nếu có duyên được thì hoàn cảnh có gì thì cũng đơn chiếc. Cái gì tiếng súng tiếng gì nổ dữ rồi trời, cái chắc gì hay là điều mình cũng chắc tập quân sự quá, thấy cái này giống tiếng súng chứ đâu phải tiếng pháo đâu, nó chưa nổ rồi không quỳ cái chân đau nè mà bà con bác tánh ngày nào quỳ á. Dạ tại vì hôm qua mưa không có ra đây cho nên quỳ phải cầu nguyện hai lần. Dạ thôi vì mỗi giờ thì dì cứ ngồi xuống thì cái gì ấy dì quyền nguyện cũng được thì mình quỳ tí xíu được rồi, có cái lòng cái tâm mình được rồi chứ mình cũng không cần quỳ cho nhiều thời gian ha, lớn tuổi rồi xương khớp rồi cũng đau. Dạ dì hôm nay 67 tuổi. Dì bán con vé đi, ủng hộ vé đi. Sáu bảy tuổi nhỏ, sáu bảy dì này 82 hả? Trời ơi 82 khỏe dữ vậy ta. Ôi, rồi chúc mừng dì nha, chúc mừng tuổi thọ dì 82 tuổi rồi, quá khỏe luôn. Mẹ con mới có 81 tuổi à. Mẹ con vậy chưa lãnh tiền được, cô lãnh rồi. Dạ đúng rồi. Cái này nó chuyển khoản không à? Chuyển khoản không hả? Mỗi lần á lãnh lấy giấy lãnh, giờ chuyển khoản cho thằng trai lãnh. Trời ơi. Tháng được 360. Thời 4.0 rồi, tinh tế lắm, cái gì cũng phải chuyển khoản hết trơn á, chứ không còn làm giấy như hồi xưa nữa ha. Giờ gì lớn tuổi đâu làm biết mà làm mấy chuyện đó. Mấy chuyện đó. Đúng rồi. Có con hay có cháu gì chứ giờ mình nếu mà không có con cháu mình gì cũng không biết luôn. Dạ. Cái bà kia bà cho 1 triệu bạc lấy đi bán hết rồi thôi. Đúng không? Cho 1 triệu bạc lấy được 101. Dạ. Nhà gì ở đâu? Nhà là quận 5 nè. Quận 5. Dạ. Ở đây nhà có cái cây sứ nè. Nó cây sứ này rất là to luôn cả nhà. Đó giờ cũng che bóng mát cho dì quỳ cầu nguyện ha. Ngồi xuống vậy thì đứng dậy. Cô bệnh đã biến hai lần rồi đó. Phải không? Lần nhất là nghi rồi. Gán đi. Thôi con có cũng hôm nay cũng tình cờ đi chợ thì có duyên gặp được gì thì thấy được hoàn cảnh vậy thôi, con biếu cho dì 200.000 gì thích ăn gì mua về ăn ha. Cho ít thôi chú. Dạ thôi dì kệ thôi, thôi dì dì lấy 200 đi. Lấy 200 thì để dành dì xài, dì muốn ăn gì mua gạo gì mua ha để dành ăn ha. Dạ cái tiền này cũng của Mạnh Quân chứ không phải của con nữa. Dạ. Con đâu có tiền đâu cho. Cảm ơn
Dạ, vậy cảm ơn Mạnh Thường Quân chứ đừng cảm ơn con. Cảm ơn tất cả bà con. Dạ. Dạ, thôi con cũng chúc gì sức khỏe nha. Dạ. Dạ, là luôn được bình an và luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người và thế giới này được luôn được bình an ha. Lâu lâu mua tí. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thôi con đi cái gì? Dạ. Dạ. Rồi thôi hôm nay tình cờ được ngẫu nhiên mình gặp được cái những hình ảnh này vì quỳ gối tại công viên ngoài đường thì dì cũng cầu nguyện cho tất cả trên thế giới này mọi người luôn được bình an và hạnh phúc. Rồi thôi đến đây mình cũng xin khép lại video. Cuối video mình cũng xin chúc cho tất cả quý cô bác anh chị trong ngoài nước gần xa luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành hạnh phúc nha. Rồi bye bye quý chị mình.